và các bạn đến Hẹn Lại Lên, và ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau rồi đây. Tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về âm tiết trong tiếng Hàn đúng không ạ? Vậy thì tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một phần nữa trong tiếng Hàn nhé, đó là về bát chim trong tiếng Hàn. Vậy thì trước khi vào bài mới, mình xin nhắc lại một chút về kiến thức bài cũ nào. Về âm tiết trong tiếng Hàn thì nó được cấu tạo bởi phụ âm và nguyên âm, trong đó âm đầu và âm cuối thì là phụ âm và âm giữa thì sẽ là nguyên âm. Và cách viết khi kết hợp giữa phụ âm và nguyên âm đó là khi phụ âm kết hợp với nguyên âm nằm dọc hay nguyên âm thẳng đứng ạ, thì phụ âm sẽ đứng ở bên trái của nguyên âm, còn khi kết hợp với nguyên âm nằm ngang thì phụ âm sẽ nằm ở phía trên của nguyên âm đúng không ạ? Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bát chim. Như mình đã nói thì âm cuối trong âm tiết của tiếng Hàn thì nó là phụ âm. Vậy thì phụ âm cuối này chính được gọi là bát chim. Vậy thì để hiểu rõ hơn về nó, chúng ta sẽ đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Về phụ âm thì chúng ta có tất cả là 19 phụ âm, nhưng khi đứng là phụ âm cuối thì nó chỉ có 16 phụ âm đứng là phụ âm cuối thôi ạ. Có hai phụ âm đó là P căn, T căn và J căn thì sẽ không đứng là phụ âm cuối, mà chỉ có 16 phụ âm đứng ở vị trí phụ âm cuối. Và 16 phụ âm này thì sẽ được chia ra làm 7 cách phát âm tương đương khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu về từng cách phát âm một nhé. Đầu tiên đó là các phụ âm cuối C, H và C căn. Ba phụ âm cuối này đều thuộc tổ hợp căn, tổ hợp căn tương đương tiếng Việt là C, thì nó đều có cách phát âm là C khi nó đứng ở vị trí là phụ âm cuối. Chúng ta cùng đi vào ví dụ để tìm hiểu rõ hơn nhé. Ví dụ ở đây thấy từ đầu tiên S, O và K. Cờ này đứng đầu thì nó đọc là cờ, đứng cuối nó vẫn là cờ. O, cờ, số, số, số. Tiếp tục đến từ tiếp theo, từ này ta thấy từ O và H. Chữ H này đứng đầu thì chúng ta phát âm như chữ H trong tiếng Việt đúng không ạ? Nhưng khi đứng ở vị trí cuối thì nó phát âm là K, nên tiếng Việt là cờ. Ta có U, B, U, O, C, O, O, U, O, U, O. Tiếp tục đến tiếp theo, từ tiếp theo phụ âm cuối của nó là hai chữ cờ, cờ căng. Đây, cờ căng. Thì khi phát âm nó cũng chỉ là chữ cờ bình thường thôi ạ. A, G, B, P, B, S, G, B. Tiếp tục đến từ tiếp theo, phụ âm tiếp theo đó là chữ N. Khi đứng đầu thì nó là chữ N, và khi đứng phụ là phụ âm cuối thì nó vẫn phát âm là N. Chúng ta cùng đi vào ví dụ nhé. O, N, O, S, Sồn, Sồn. Tiếp tục U, N, U, B, Mùn, Mùn. Phụ âm tiếp theo đó là M. M khi đứng đầu phát âm là M, và khi đứng cuối nó vẫn là M. A, M, M, B, B. Tiếp tục tiếp theo A, M, đứng đầu đó là M, M, M. Tiếp theo, từ tiếp theo chữ ngờ đứng đầu thì ta không phát âm vì nó là âm câm. Ta có ư, mở ư, mà ư, mà ư, mà ư, ba, mà ư. Tiếp tục chữ r, khi đứng đầu thì ta đọc là r, và khi đứng cuối thì nó là l. Khi phát âm từ này ta lưu ý lưỡi chạm vào hàm trên, nên ta có u, r, s, u, r, u, s, sul, sul. Lưỡi chạm vào hàm trên, các bạn lưu ý nhé. Tiếp tục tiếp theo u, r, u, m, mùl. Lưu ý là khi đối với từ này chúng ta cố gắng luyện phát âm cho lưỡi chạm vào hàm trên để phát âm chuẩn. Vì nếu chúng ta không phát âm chuẩn thì sẽ ra chữ N. Ví dụ như là mùn, 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 mùn. Nếu các bạn không phát âm được chữ tiếng thì nó sẽ ra chữ mùn này, và có thể sẽ gây hiểu lầm cho giao tiếp. Từ tiếp theo đó là P và Phở. P và Phở khi đứng đầu các phát âm khác nhau, khi đứng cuối nó đều chung là P. A, B, A, B, B, B. Tiếp tục A, B, A, 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 B, A. Tiếp tục chữ N. Chữ N khi đứng đầu nó là âm câm và chúng ta không phát âm. Khi đứng cuối thì nếu như chữ N trong tiếng Việt A, G, A, bằng B, A, bằng, bằng A, G, A, càng, càng, bằng, càng. Còn tất cả những trường hợp còn lại, tất cả những trường hợp còn lại trừ những trường hợp trên, thì tất cả những trường hợp còn lại đều phát âm chung là T, 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 S, S, K, T, T và H. Chúng ta đều phát âm chung là T. Ví dụ Ư, T, 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 T. Tiếp tục Ư, T, T, G, G. O, T, O, O, O. Tiếp I, T, I, I, I.
đối với những phụ âm này phải có đây. Tố căng gồm căng thường, căng bật hơi, căng căng. Khi phát âm vào phút cuối, phát âm đưa về những căng. N vẫn là N, M vẫn là M, R thì sẽ là L. Tố P bao gồm P thường và P bật hơi, vừa bật hơi thì đưa về là P. Các trường hợp này không có P căng. Được chưa? P căng không đứng làm vị trí là phụ âm cuối. Tiếp tục N đưa về sẽ là N. Còn tất cả những trường hợp còn lại, tất cả những trường hợp còn lại ta đưa về là T. Bây giờ chúng ta đọc lại tất cả các từ một lần nữa nhé. Sô, bua, bảo. Sô, nguồn, bằng, mắng, sùn, mùn, bằng, ạ, băng, căng, đức, cơn, ôn, kịp, nạn, cột và chuột. Vậy đây là những phụ âm mà chúng ta đã được học ở trong học phụ âm lần trước đúng không ạ? Vậy thì trong trường hợp khi phát chim là phụ âm đôi, nó được ghép bởi hai phụ âm hưởng này thì chúng ta sẽ phát âm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi vào phần tiếp theo nhé, đối với phụ âm đôi. Tiếp theo là đối với trường hợp khi phát chim nó là phụ âm đôi, tức là phụ âm được ghép bởi hai phụ âm hưởng lên. Ở đây ta thấy đây, một số ví dụ sau. Khi phát chim là phụ âm RK hoặc là RM thì cách phát âm sẽ như thế nào? Đối với trường hợp RK, RM thì ta sẽ phát âm theo phụ âm sau. Chúng ta cùng nhiều ví dụ ạ. Ví dụ như thế này, ta thấy là có phát chim là RK đúng không ạ? Ta sẽ phát âm theo phụ âm sau, tức là phát âm K bỏ R. Đây có A đúng không? Tọc, tọc, được chưa? Tiếp theo, tương tự như vậy, từ này cũng có phát chim là RK thì ta phát âm theo K M A G A M mọc mọc. Tiếp tục phát chim và RM ta cũng phát âm theo phụ âm sau, tức là phát âm theo M O M O M G tròn tròn. Tiếp tục lại là RM ta vẫn phát âm theo phụ âm sau, đó là M A G A tọc 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 mọc tròn tọc dạ. Còn những trường hợp còn lại NG, NH, NB và PS, khi gặp những trường hợp những từ mà có phát chim và đến phụ âm cuối này thì ta sẽ phát âm nó theo phụ âm trước, tức là N, N, R và B. Ví dụ từ này ta thấy phát chim là N, NG đúng không ạ? Ta sẽ phát âm theo phụ âm trước, tức là phát âm theo N và bỏ bỏ chờ. Ta có AN, AN, AN. Hoặc trường tiếp theo phát chim là N, NH. NH thì ta cũng sẽ phát âm theo phụ âm trước, đó là N A, N, A, M, A, màn, màn. Từ tiếp theo phát chim là NB. NB ta cũng phát âm theo phụ âm trước, phát âm theo R, ta có nhóm, toàn, nhóm, toàn, nhóm, toàn. Tiếp tục phát chim là P cũng phát âm theo phụ âm trước, phát âm theo P, ta có A, M, A, cặp, cặp. A, M, nhóm, toàn, cặp. Ừ, bây giờ chúng ta cùng đọc lại nhé. Tạc, mọc, trong, tạm, ăn, măng, gió tóc, bằng tạc. Vậy tóm lại của phần này để dễ nhớ nhất thì chúng ta chỉ cần nhớ hai trường hợp, đó là RK và RM. Cứ gặp hai trường hợp này chúng ta sẽ phát âm theo phụ âm sau. Còn tất cả những trường hợp còn lại thì ta sẽ phát âm theo phụ âm trước. Vậy tổng hợp lại bài hôm nay chúng ta học về phát chim, học về cách phát âm. Khi phụ âm đứng ở vị trí cuối thì tùy từng trường hợp chúng ta sẽ có cách phát âm khác nhau. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.